Thưa quý vị, khi nhắc đến các nền tảng DEX trên TEDA thì nhiều người sẽ nghĩ tới TEDA Swap. Tuy nhiên, một trong những dự án DEX được khá nhiều người quan tâm gần đây với lượng TVL tăng rất nhanh, đó chính là dự án Etherport. Vậy, Etherport có đặc điểm gì nổi bật? Hãy cùng KTV tìm hiểu chi tiết trong video này. Phần cuối video, tôi sẽ sử dụng Etherport để hoán đổi các token trên mạng lưới TEDA. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Etherport là một nền tảng DEX sử dụng cơ chế tạo lập thị trường tự động AMM chạy trên blockchain TEDA. Dự án được nhiều người đánh giá là bản hoàn thiện hơn so với TEDA Swap AMM đầu tiên trên TEDA. Không khó hiểu bởi Etherport được hỗ trợ bởi DeFi Digital, một trong những nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm trong mảng AMM của crypto. Các đặc điểm nổi bật của Etherport. Thay vì fork Uniswap, Etherport đã kết hợp ba dạng pool của Uniswap V2, Binance và Curve. Điều này giúp người giao dịch hoặc cung cấp thanh khoản liquidity provider có thể tìm được pool phù hợp với mình. Các pool đó là Content Produce Pool, bể chứa sản phẩm không đổi, Stable Swap, Invariant Pool, hồ bơi bất biến, Stable Swap, Liquidity Bootstrapping Pool, hồ bơi hồ sơ khởi động thanh khoản. Etherport không những kết hợp và kế thừa các ưu điểm của các AMM nổi tiếng hiện nay, mà còn sử dụng cơ chế tokenomics của SushiSwap và Curve. Với token X, Echo, khóa Echo để tham gia quản trị. Với Content Product Pool, 0,2% phí sẽ chia cho nhà cung cấp thanh khoản, 0,1% sẽ chia cho Etherport DAO, dùng để mua Echo, chia cho X Echo và VX Echo. Với Stable Swap Invariant Pool, 0,025% phí sẽ chia cho nhà cung cấp thanh khoản, 0,025% sẽ chia cho Etherport DAO. Với sự phát triển của mình, rất nhiều khả năng người dùng có thể được sử dụng các tính năng khác như Lending và Synthetic. Vì Etherport có tích hợp với Anchor Protocol và Middle Protocol. Nếu so sánh với nền tảng đã đi trước là TEDA Swap, thì Etherport ngoài cải tiến về cơ chế pool còn có token. Hiện TEDA Swap chưa có token. Điều này làm gia tăng sự hấp dẫn của dự án với các nhà đầu tư. Thông tin về Echo Token. Echo là Latex Token của dự án Etherport. Người dùng sở hữu có thể tham gia vào cơ chế quản trị của dự án, cũng như tham gia vào các tính năng trong tương lai khác như Lending, Staking, v.v. Tên Token Echo Blockchain TEDA. Tổng cung tối đa 1 tỷ Echo. Hiện tên dự án chưa được cập nhật chi tiết. Giá Echo hiện tại 3,56 USD. Echo được list trên TEDA Swap Etherport MEXC CoinX. Ví lưu trữ TEDA Station, ví Coin98, ví Sepal, v.v. Trên đây là toàn bộ thông tin Etherport. Video mang tính chất chia sẻ và không phải lời khuyên đầu tư. Tiếp theo, tôi sẽ truy cập etherport.fi để hoán đổi các token trên mạng lưới TEDA Blockchain. Xin mời quý vị xem tiếp video. Tôi sẽ chọn Enter App. Và đây là giao diện Swap trên etherport.fi. Ở đây tôi sử dụng cái ví TEDA Station Wallet trên cái tiện ích mở rộng của trình duyệt web. Và để quý vị không phải chờ đợi lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn các token ở trong ví. Bây giờ tôi sẽ chọn vào Connect Your Wallet. Chọn TEDA Station Wallet. Đã kết nối thành công.
Ô thứ nhất là UST. Ở đây tôi sẽ chọn là STT. Bởi vì tôi muốn hoán đổi cái token STT này ra UST. Ô thứ hai là Luna. Tôi sẽ nhập là UST. Chọn vào UST. Quý vị có thể đảo UST nếu quý vị muốn mua STT. Còn ở đây tôi bán STT ra UST. Thì tôi sẽ để STT bên trên. Quý vị sẽ thấy cái số dư STT nếu quý vị có STT ở trong ví. Rồi, ở đây tôi sẽ nhập cái số lượng hoặc chọn vào max để hoán đổi tất cả. Quý vị sẽ thấy một cái giá trị tương đương được hiển thị ở cái dòng bên dưới. Và đây là toàn bộ thông tin một STT giá ở thời điểm hiện tại bằng 1,48 USD. Rồi. Phí ở đây là 0.06 USD. Khả năng trượt giá 0,3%. Bây giờ tôi sẽ chọn swap token. Quý vị có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Snip pay ở đây tôi sẽ để nguyên là 0,5. Rồi, tôi chọn vào confirm swap. Ở bước này tôi sẽ nhập cái mật khẩu mà tôi đã đặt cho cái ví Terra Station. Chọn port. Rồi, quý vị sẽ thấy một cái dòng pending nó đang chạy. Quý vị có thể chờ 30 giây đến 1-2 phút. Ok, đã swap thành công. Đó, rất là nhanh. Quý vị có thể vào view transaction để kiểm tra lại cái trạng thái giao dịch. Rồi, đây là một cái trạng thái giao dịch đã thành công. Phí thực tế ở đây là 0.06087 USD. Rồi, phí rất là thấp. Rồi. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay, bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.